Chiều 21 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15 do đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án luật viễn thông sửa đổi tại một số công trình viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn khảo sát về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Sùng A Lệnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế trạm viễn thông công ích tại thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Trên cơ sở kết quả rà soát hạ tầng thông tin di động mặt đất và Internet băng rộng cố định tháng 10 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã định hướng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng xóa các khu vực lõm sóng chưa có hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, các doanh nghiệp đã đầu tư mới 22 trạm BTS và đầu tư hạ tầng cáp quang đến 4 thôn khu vực khó khăn được hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích. Tỉnh đã hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất. Đoàn công tác ghi nhận về những khó khăn vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp như việc ban hành quy định tiêu chuẩn, tùy suất đầu tư, mức hỗ trợ đầu tư, duy trì công trình hạ tầng viễn thông đối với khu vực được hưởng đầu tư của viễn thông công ích. 162 thôn khó khăn không được phê duyệt trong danh sách khu vực đặc biệt khó khăn được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông. Một số chính sách liên quan đến việc hỗ trợ thiết bị điện tử đang tạm dừng thực hiện. Nội dung tại buổi khảo sát sẽ được đoàn công tác tổng hợp để phục vụ thẩm tra dự án luật viễn thông sửa đổi trong thời gian tới.